Rồi, ok. Chào các bác. Hôm qua em làm một cái video giới thiệu các bác là một trọn bộ karaoke gia đình với giá là 12 triệu em bao ship toàn quốc. Nhiều bác hỏi xem cái nồi loa PH POHM xem là nội thất nó như nào thì nhiều cái các vấn đề khác. Hôm nay em sẽ làm video lại em giải thích thêm. Ở đây, loa PHOM chèn leo. Đây là họng chèn này, chèn leo chính hãng của Sennheiser này. Đây là chiếc neo nhé các bác nhé. Đây là bát này, củ bát của nó đây, từ 15 coi 51, bao zin bao test các kiểu, test thợ các kiểu luôn. Cái nhện này nó rất cao nhé, giúp cái chất âm đưa ra rất cái sự đàn hồi rất tốt luôn. Đây, phân tần này, phân tần khá gấu luôn, hai quận riêng biệt. Chắc neo bát OM. Đây là con iMic này. Đây là các cái chế độ em đã tắt này. Đây là tắt mic này. Nó cột báo sóng không có này. Đây. Mic đã bị tắt. Đây là đẩy B3 non 2.4. Đây là củ sạc đây. Cắm điện trực tiếp nhé các bác nhé. Khi sạc nó đèn nó báo như này. Đấy. Rồi. Khi bật lên thì các bác chỉ cần ấn nút này thôi. Đèn xanh nó hiện lên là sáng lên, 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 lên. Đây cột báo sóng nó báo đây lên 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7. Đấy, tiếng nó rất nhẹ vào trong, bao xa 50 mét nhá. Đây này, trông rất sang trọng luôn. iMic AQ6680 trông rất sang trọng luôn. Rồi em thử hát thử một câu, tuy hát không hay nhưng mà cố gắng hát các bác đừng chê nhé. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Em không đòi cho bao, chỉ ước một đôi áo theo để nhớ chuyện này. Vâng, đấy em xin giới thiệu luôn trọn bộ luôn. iMic này, mic không dây này, vang số này, đẩy này và loa. Đây là em quay chi tiết loa này nhé. Bass 25, quay 51, chiếc leo của Sennheiser. Đây là thùng. Đấy, đó. Anh em nào mà ưng thì gọi điện lên số điện thoại 0398 192 198 để đặt hàng nhé. Cảm ơn mọi người.